Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ hai ngày mùng 4 tháng 2, tức ngày 30 Tết. Thưa quý vị và các bạn, đây là chương trình thời sự tối cuối cùng của năm Mậu Tuất 2018, chuẩn bị bước sang năm mới Kỷ Hợi 2019. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin cảm ơn quý thính giả trong và ngoài tỉnh trong năm qua đã luôn đồng hành, đóng góp ý kiến để góp phần nâng cao chất lượng chương trình của Đài. Chuẩn bị bước sang năm mới Kỷ Hợi 2019, Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên xin gửi tới quý khán giả xa gần lời chúc mừng năm mới, an khang, thịnh vượng, và chúng tôi mong tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp của khán thính giả để xây dựng Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên ngày càng lớn mạnh, có nhiều chương trình hay, hấp dẫn người xem. Và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Các đồng chí thường trực tỉnh ủy đi chúc Tết động viên cán bộ chiến sĩ, một số đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết, phục vụ nhân dân đón Tết vui tươi đầm ấm. Điểm 10 sự kiện tiêu biểu năm 2018 diễn ra trên địa bàn tỉnh do Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên bình chọn. Công tác chuẩn bị bắn pháo hoa ở các địa phương đã hoàn tất, sẵn sàng cho những màn pháo hoa đẹp mắt nhất chào năm mới. Ngành y tế chủ động chăm sóc điều trị bệnh nhân những ngày Tết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, khi thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới đang đến gần, đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến tặng quà chúc Tết cán bộ công nhân viên đang làm nhiệm vụ trực Tết đêm giao thừa tại Công ty Điện lực Hưng Yên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bệnh viện Phổi Hưng Yên. Cùng sự có Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo Văn phòng tỉnh ủy. Tại ba đơn vị đến thăm và chúc Tết, đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Bí thư tỉnh ủy đã tặng hoa và quà của tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tới cán bộ nhân viên y bác sĩ các đơn vị đang làm nhiệm vụ trực Tết, chúc năm mới có nhiều tiến bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tại Công ty Điện lực Hưng Yên, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã chúc mừng những kết quả mà đơn vị đạt được trong năm 2018, luôn duy trì đảm bảo đủ điện năng phục vụ sinh hoạt của nhân dân và sản xuất của doanh nghiệp, xứng đáng là cánh chim đầu đàn của điện lực miền Bắc. Đồng chí yêu cầu Điện lực Hưng Yên tiếp tục phát huy thành quả đã đạt được, có nhiều đóng góp vào công cuộc xây dựng phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, xây dựng tập thể đoàn kết, hoàn thành tốt kế hoạch đề ra trong năm 2019. Đồng chí yêu cầu các đơn vị duy trì lịch trực đầy đủ, có các phương án dự phòng, không để xảy ra sự cố điện trong dịp nghỉ Tết, đảm bảo an toàn trong cung cấp điện. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy vui mừng thông báo những nét khái quát về thành tựu kinh tế xã hội mà tỉnh đã đạt được trong năm 2018. Đồng chí nhấn mạnh hòa vào thành công chung này có đóng góp của ngành điện lực Hưng Yên. Chúc Tết cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Bí thư tỉnh ủy, biểu dương đơn vị đã có các phương án kế hoạch duy trì lịch trực Tết đảm bảo khoa học, đồng thời duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Đồng chí nhấn mạnh, chỉ còn ít giờ nữa là bước sang năm mới Kỷ Hợi 2019, chia tay năm Mậu Tuất 2018 với nhiều thành tựu mà cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đạt được, là đơn vị được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua xuất sắc. Đồng chí yêu cầu cán bộ chiến sĩ nắm chắc địa bàn trong những ngày nghỉ Tết, duy trì phối hợp chặt chẽ với các lực lượng các địa phương để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Mỗi cán bộ chiến sĩ từng đơn vị phải quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của năm 2019 ngay từ những giờ đầu, ngày đầu của năm mới. Chuẩn bị tốt các bước cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, xây dựng tập thể đoàn kết thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch trong năm 2019 này. Đến chúc Tết các y bác sĩ và bệnh nhân đang nằm điều trị tại Bệnh viện Phổi Hưng Yên, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã hỏi thăm tình hình bệnh nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện trong dịp nghỉ Tết và yêu cầu bệnh viện quan tâm tốt để mỗi bệnh nhân đều được tham gia đón Tết. Trước thời khắc chuẩn bị bước sang năm mới, đồng chí Bí thư tỉnh ủy chúc tập thể y bác sĩ bệnh viện hoàn thành tốt nhiệm vụ, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Cùng với đó, bệnh viện phải quan tâm đến công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Tiếp đó, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã đến thăm tặng quà một số bệnh nhân đang nằm điều trị tại khoa cấp cứu của bệnh viện và chúc các bệnh nhân an tâm điều trị khỏi bệnh. Năm mới có thêm nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc thịnh vượng. Yêu cầu bệnh viện tổ chức chu đáo các hoạt động vui Tết đón xuân cho bệnh nhân đang nằm điều trị dịp Tết trong tình yêu thương đầm ấm.
Trước thềm năm mới Kỷ Hợi 2019, chiều nay 30 Tết, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tới thăm động viên chúc Tết đội ngũ cán bộ y bác sĩ, các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên và Bệnh viện Tâm thần Kinh tỉnh. Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, gửi lời chúc mừng năm mới, an khang thịnh vượng tới tập thể cán bộ, y bác sĩ tại các bệnh viện. Đồng chí mong muốn tập thể các bệnh viện tiếp tục đoàn kết, đồng sức đồng lòng, không ngừng củng cố, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và tác phong phục vụ người bệnh chu đáo. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả trong công tác khám chữa bệnh thời gian qua của từng đơn vị. Đồng chí khẳng định tỉnh ta thời gian qua rất chú trọng trong công tác đầu tư phát triển về lĩnh vực y tế nhằm đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian ngắn trở lại đây, đã có nhiều bệnh viện trong toàn tỉnh được đầu tư về cơ sở hạ tầng khang trang, thiết bị phục vụ chẩn đoán khám chữa bệnh ngày càng hiện đại. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Phố Nối và Bệnh viện Sản Nhi là một trong những điểm sáng về công tác chăm sóc sức khỏe trên địa bàn tỉnh. Nhiều các bệnh khó về chuyên khoa sản nhi, đa khoa đã được bệnh viện cấp cứu kịp thời và xử lý thành công, tạo được niềm tin với người bệnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu, bên cạnh việc tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ khám chữa bệnh, thì điều mà các bệnh viện tuyến tỉnh phải đặc biệt quan tâm chú trọng đó là phải không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ y bác sĩ. Đối với những đối tượng được đi tu nghiệp, phải là tu nghiệp chuyên sâu để nắm bắt được các kỹ thuật điều trị mới tiên tiến có thể áp dụng ngay vào thực tế công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện. Cùng với đó, do đặc thù công việc, đội ngũ cán bộ y bác sĩ cần tích cực học tập, nâng cao trình độ theo kịp với sự phát triển của nền y học hiện đại các nước. Tại các bệnh viện, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên và các đồng chí trong đoàn cũng ân cần thăm hỏi bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, chia sẻ những khó khăn và chúc các bệnh nhân mau hồi phục và đón một năm mới Kỷ Hợi 2019 thật nhiều niềm vui, hạnh phúc. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm và chúc Tết tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Công an tỉnh. Cùng dự có đồng chí Tạ Hồng Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên, Đại tá Đỗ Đình Hào, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Thăm và chúc Tết tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ cán bộ công nhân viên của đơn vị trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, giúp thành phố Hưng Yên luôn xanh sạch đẹp. Với đặc thù công việc vất vả, mệt nhọc và thường xuyên phải làm thêm giờ vào các ngày nghỉ dịp lễ Tết, song cán bộ công nhân của công ty vẫn nỗ lực cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhân dịp năm mới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến tập thể cán bộ công nhân của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên. Nhân dịp năm mới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh gửi lời chúc tốt đẹp đến tập thể cán bộ công nhân của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên. Đồng chí yêu cầu lãnh đạo đơn vị phải luôn đoàn kết, tìm các giải pháp tăng năng suất lao động, cải thiện thu nhập, quan tâm chăm lo đến đời sống cho người lao động ngày một đi lên. Thăm và chúc Tết tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã đánh giá cao kết quả mà bệnh viện đạt được trong năm 2018, đồng thời yêu cầu các cán bộ y bác sĩ bệnh viện trong dịp Tết cần đảm bảo điều kiện tốt nhất cho công tác điều trị, chăm sóc và cấp cứu bệnh nhân, duy trì và đảm bảo về phương tiện, trang thiết bị và nhân lực, chủ động phòng chống dịch bệnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh gửi lời chúc sức khỏe hạnh phúc tới toàn thể cán bộ y bác sĩ bệnh viện và đi thăm tặng quà Tết, động viên thăm hỏi các bệnh nhân ở lại điều trị tại bệnh viện. Đến thăm và chúc Tết Công an tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã nghe Đại tá Đỗ Đình Hào, Giám đốc Công an tỉnh, báo cáo kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng công an tỉnh trong năm 2018 và kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã hỏi thăm sức khỏe tập thể lãnh đạo cán bộ chiến sĩ công an tỉnh, đồng thời biểu dương những thành tích xuất sắc của lực lượng công an tỉnh trong thực hiện công tác giữ gìn an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng chí cũng đánh giá cao vai trò của lực lượng công an trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương. Đồng chí yêu cầu
lực lượng công an phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, siết chặt kỷ luật kỷ cương, xây dựng hình ảnh tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân. Thời điểm trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, lực lượng công an toàn tỉnh phải tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tăng cường công tác phòng chống cháy nổ, không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán, để nhân dân đón Tết vui xuân trong không khí yên bình hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, năm Mậu Tuất 2018 chuẩn bị qua đi, bước sang năm mới Kỷ Hợi 2019. Trong năm qua, cùng với những thành tựu chung của đất nước, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hưng Yên đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên tất cả các mặt. Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2018 đều đạt vượt so với kế hoạch đề ra và cao hơn mức tăng bình quân chung của cả nước. Nhân chuẩn bị thời khắc giao thoa của đất trời, thời khắc năm cũ chuyển sang năm mới Kỷ Hợi 2019, Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên xin giới thiệu 10 sự kiện tiêu biểu năm Mậu Tuất 2018. Năm Mậu Tuất, tỉnh ta được đón các đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, các Phó Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng đã về thăm và làm việc với tỉnh. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Xuân Mậu Tuất. Đồng chí Trần Đại Quang đã đến dâng hương dâng hoa tại các di tích lịch sử, tặng quà gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã về thăm các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại huyện Văn Giang. Thủ tướng Chính phủ đã về dự lễ cắt băng khánh thành cầu Hưng Hà và tuyến đường bộ nối hai đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cầu rẽ Ninh Bình và đồng ý với đề xuất của tỉnh đưa 3.000 ha đất vào quy hoạch khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Lý Thường Kiệt. Tại các buổi làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ mong muốn và tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh tiếp tục đoàn kết phấn đấu xây dựng tỉnh Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tỉnh nông thôn mới, đô thị văn minh. Năm 2018, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trọng thể tổ chức lễ tưởng niệm 20 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, 27 tháng 4 năm 1998, 27 tháng 4 năm 2018 và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia, khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Để tỏ lòng tri ân của quê hương đối với công lao đóng góp của đồng chí Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên đã xây dựng khu lưu niệm ngay trên mảnh đất của gia đình đồng chí tại thôn Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ. Khu lưu niệm đã được xếp hạng là di tích quốc gia. Hội thảo khoa học Trung tướng Nguyễn Bình với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên kỷ niệm 110 năm ngày sinh Trung tướng Nguyễn Bình và khánh thành nhà tưởng niệm tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ. Lần đầu tiên tỉnh Hưng Yên tổ chức gặp mặt kiều bào Hưng Yên về quê hương đón xuân Mậu Tuất 2018. Tham dự buổi gặp mặt có gần 200 đại biểu thay mặt cho hàng vạn kiều bào Hưng Yên đang sinh sống, công tác và học tập ở nước ngoài. Đây là dịp để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp, khẳng định chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước luôn coi trọng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Đồng thời là dịp để cung cấp những thông tin thành tựu nổi bật về kinh tế xã hội, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh và nắm bắt nhu cầu đầu tư của kiều bào Hưng Yên trên địa bàn tỉnh. Năm 2018 là năm thứ hai tỉnh Hưng Yên tự cân đối thu chi ngân sách và có đóng góp về ngân sách trung ương. Đến hết năm, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 13.168 tỷ đồng, đạt 109,68% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Kinh tế tăng trưởng vượt bậc đạt 9,43%, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Công nghiệp xây dựng 51,56%, thương mại dịch vụ 37,86%, nông nghiệp thủy sản 10,58%. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt trên 55 triệu đồng, kim ngạch xuất khẩu 4,25 tỷ đô la Mỹ, tỷ lệ đô thị hóa đạt 34,2%. Công nhận thêm 8 khu vực xã đạt chuẩn khu đô thị loại 5,
lần đầu tiên Hưng Yên lọt vào top 10 tỉnh thành phố trong toàn quốc dẫn đầu bảng xếp hạng về chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin. Hoạt động xúc tiến đầu tư cũng có nhiều đổi mới. Trong năm, tỉnh tổ chức nhiều chương trình xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh xúc tiến đầu tư hợp tác kinh tế tại nước ngoài, tiếp đón các đoàn nước ngoài đến tìm hiểu thỏa thuận hợp tác đầu tư. Toàn tỉnh thu hút thêm 157 dự án, đưa tổng số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh lên trên 1.800 dự án, với tổng vốn đăng ký đạt gần 10 tỷ đô la Mỹ. Có thêm gần 60 dự án đi vào hoạt động, thành lập mới trên 1.300 doanh nghiệp. Hiện toàn tỉnh có 10 khu công nghiệp được phê duyệt và đi vào hoạt động. Thực hiện nghị quyết số 18 NQTU, Hội nghị Trung ương 6 khóa 12 của Đảng về một số vấn đề tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã có kế hoạch số 88 về thực hiện nghị quyết số 18. Đến nay, tỉnh Hưng Yên đã thành lập Trung tâm Phục vụ Hành chính công, giảm 48 phòng, chi cục, đội, trường học và cắt giảm 134 biên chế công chức các cơ quan hành chính nhà nước, cắt giảm 1.543 biên chế sự nghiệp. Việc tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế và đổi mới sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động để phục vụ nhân dân tốt hơn. Sau 10 năm thực hiện nghị quyết 26 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa 10 về nông nghiệp nông dân nông thôn, nông nghiệp Hưng Yên tiếp tục chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị thu được trên một đơn vị diện tích canh tác. Năm 2018, sản lượng nhãn đạt 48.000 tấn, sản lượng cam đạt 35.000 tấn. Tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các địa phương làm tốt công tác quảng bá, xúc tiến thương mại, đã tổ chức nhiều hội chợ, phiên chợ nhãn, cam trong và ngoài tỉnh. Kết quả đã có hơn 1.700 tấn nhãn được ký kết tiêu thụ với các hệ thống siêu thị, doanh nghiệp trong nước. Toàn tỉnh ước thu trên 1.000 tỷ đồng từ nhãn, trên 700 tỷ đồng từ cam. Năm 2018, toàn tỉnh đã thành lập 58 hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới, thu nhập 1 hectare canh tác đạt 192 triệu đồng, trong đó có 2.700 hectare đạt 500 triệu đồng. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, năm 2018, huyện Mỹ Hào đã được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là huyện đầu tiên của tỉnh Hưng Yên được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và là huyện thứ 54 của cả nước. Đến nay, toàn tỉnh Hưng Yên đã có 117 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 81%. Hai địa phương là Văn Giang và thành phố Hưng Yên hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, bình quân toàn tỉnh đạt 18,5 tiêu chí một xã. Đến nay, công trình cầu Hương Hà bắc qua sông Hồng nối hai tỉnh Hưng Yên và Hà Nam cùng dự án đường bộ nối hai đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cầu rẽ Ninh Bình đã hoàn thành vượt tiến độ. Trong năm 2018, nhiều dự án giao thông quan trọng trên địa bàn tỉnh đã được khởi công như dự án cầu La Tiến bắc qua sông Luộc nối hai tỉnh Hưng Yên với Thái Bình, dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đê tả sông Luộc kéo dài. Khi các dự án trên hoàn thành sẽ góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông đường bộ, rút ngắn quãng đường từ Hưng Yên đi các tỉnh phía Nam, tạo tiền đề phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh. Năm 2018, tỉnh Hưng Yên tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 8. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc, đoàn thể thao Hưng Yên giành 25 huy chương, trong đó có 3 huy chương vàng, xếp thứ 35 toàn đoàn và hoàn thành mục tiêu đề ra. Đội tuyển bóng đá nhi đồng Hưng Yên giành ngôi Á quân giải bóng đá nhi đồng toàn quốc năm 2018. Câu lạc bộ bóng đá Phú Hiến mới thành lập đã giành quyền chơi giải hạng nhất năm 2019. Đặc biệt, ngày 24 tháng 12 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định xếp hạng chùa Thái Lạc, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm là di tích quốc gia đặc biệt. Tượng Phật Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn chùa Mễ Sở, huyện Văn Giang được công nhận bảo vật quốc gia. Trong năm qua, nhiều di tích lịch sử được đầu tư cải tạo nâng cấp như đền Lạc Long Quân, đền Trụ Việt Vương, đền Hoàng Hoa Thám, Phạm Bạch Hổ. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, vào thời khắc giao thừa Tết Kỷ Hợi 2019 năm nay, tại các địa phương trên địa bàn tỉnh diễn ra màn bắn pháo hoa chào mừng năm mới tại 7 điểm phục vụ nhân dân. Đến nay, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho những màn pháo hoa đẹp nhất chào năm mới.
Các địa phương diễn ra màn bắn pháo hoa trong thời khắc giao thừa, chuyển giao năm cũ sang năm mới diễn ra tại thành phố Hưng Yên và các huyện Kim Động, Phù Cử, Yên Mỹ, Mỹ Hào và Văn Lâm. Địa điểm bắn tại trung tâm các huyện. Tại thành phố Hưng Yên, địa điểm bắn pháo hoa diễn ra tại quảng trường Nguyễn Văn Linh, trong đó riêng huyện Văn Lâm tổ chức bắn pháo hoa tại hai điểm là trung tâm huyện và khu vực chùa Nôm, xã Đại Đồng. Toàn bộ kinh phí bắn pháo hoa không sử dụng ngân sách nhà nước mà từ nguồn xã hội hóa, ủng hộ từ các cá nhân doanh nghiệp ở các địa phương. Cho đến nay, công tác chuẩn bị cho màn bắn pháo hoa tại các địa phương đã hoàn tất nhằm phục vụ nhân dân thưởng thức những màn pháo hoa đẹp mắt nhất trong đêm giao thừa thật đẹp và ý nghĩa, đón năm mới vui vẻ, hạnh phúc và đầm ấm. Trong ngày cuối cùng của năm, mặc dù lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông đông, nhưng trên địa bàn tỉnh không xảy ra ùn tắc, lực lượng cảnh sát giao thông luôn túc trực tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Qua ghi nhận, trong ngày 30 Tết, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phân công cán bộ chiến sĩ tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm để đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ngoài việc thường xuyên tuần tra tuần lưu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, sẽ tập trung triển khai thực hiện các kế hoạch chuyên đề về kiểm soát nồng độ cồn, xe khách, xe mô tô vi phạm luật giao thông. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong đêm giao thừa, lực lượng chức năng tỉnh và các địa phương đã tổ chức lên phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống ùn tắc giao thông, tình trạng đua xe trái phép. Với sự vào cuộc mạnh mẽ quyết liệt của các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh, chắc chắn tình hình trật tự an toàn giao thông sẽ tiếp tục được giữ vững và hạn chế tai nạn xảy ra, góp phần quan trọng mang lại bình yên, hạnh phúc cho nhân dân vui Tết đón xuân. Lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội cũng vừa đi tới thăm và kiểm tra chúc Tết cơ sở điều trị ma túy đóng trên địa bàn xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, hiện đang có 100% cán bộ công nhân viên cơ sở trực Tết. Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh hiện đang quản lý chữa bệnh cho gần 200 học viên, với nhiệm vụ đặc thù là tiếp nhận quản lý học viên và điều trị nghiện ma túy diện cá biệt cộm cán có nhiều tiền án tiền sự. Cơ sở đã tập trung nhiều cho công tác giáo dục, xây dựng môi trường sống văn hóa lành mạnh, thân thiện, đoàn kết trong học viên. Chuẩn bị Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, cơ sở đã bố trí 100% cán bộ công nhân viên trực và cùng ăn Tết với học viên. Ngoài các hoạt động văn thể mỹ, cơ sở cũng tổ chức mổ lợn, gói bánh chưng, gói giò với không khí ngày Tết đầm ấm cho các học viên vui Tết đón xuân. Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đang cận kề. Cùng với các hoạt động đảm bảo cho nhân dân vui xuân đón Tết của các cấp các ngành, ngành y tế đã chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh chuẩn bị mọi điều kiện về vật tư, trang thiết bị y tế, nhân lực để chủ động điều trị bệnh nhân trong những ngày nghỉ Tết. Trung tâm Y tế huyện Khoai Châu những ngày giáp Tết, hoạt động khám chữa bệnh vẫn tất bật như mọi ngày. Cho đến thời điểm này, trung tâm còn 90 bệnh nhân đang điều trị nội trú. Các khoa điều trị chuẩn bị dự trữ đầy đủ cơ số thuốc, dịch truyền, phục vụ công tác cấp cứu bệnh nhân, điều trị cho người bệnh nặng phải nằm lại viện điều trị trong những ngày Tết. Kế hoạch trực Tết được triển khai tới các khoa, đảm bảo công tác cấp cứu, điều trị bệnh diễn ra 24/24. Nhà thuốc bệnh viện luôn mở cửa phục vụ nhân dân trong những ngày Tết. Đến thời điểm này thì mọi công tác chuẩn bị của chúng tôi thì đã hoàn tất và sẵn sàng. Thế và trong dịp Tết thì chúng tôi cũng đã quán triệt tới tất cả cán bộ công nhân viên chức ngành y tế là trên danh sách trực và kể cả các đồng chí là không có nhiệm vụ trực thì cũng phải sẵn sàng. Điện thoại thì phải mở thông và chúng tôi thì trực bất kể ngày đêm, bất kể là 30 hay mùng 1 Tết giao thừa thì đều có sẵn sàng nhân viên y tế ở các vị trí để giúp đỡ cho người bệnh. Tại Bệnh viện Sản Nhi, từ ngày 27 Tết, bệnh viện đã tổ chức khép bệnh nhân tại các khoa lâm sàng của hệ sản và hệ nhi để đảm bảo công tác theo dõi điều trị bệnh nhân cũng như thu dung bệnh nhân trong dịp Tết. Tổ chức phân công kiếp trực 9 ngày nghỉ Tết, mỗi ca trực bố trí 47 người bằng 1/4 tổng số cán bộ, bệnh viện và mọi điều kiện khác đã được chuẩn bị sẵn sàng. Trong cái dịp Tết, chúng tôi đã huy động các bác sĩ trực đông hơn so với những ngày thường. Ban ngày thì có các bác sĩ cũng như nữ sinh hoặc điều dưỡng đã tham gia tăng cường tại các vị trí, những vị trí nào đông, ví dụ như là khoa nội 1 chẳng hạn, vượt quá 70 bệnh nhân thì chúng tôi sẽ huy động thêm cái đội ngũ cán bộ là dự trữ. Khi mà cần thiết là chúng tôi sẽ điều động đến tham gia khám và điều trị bệnh người bệnh. Cùng với kế hoạch đảm bảo không gián đoạn công tác khám chữa bệnh, chuyển tuyến trong dịp Tết, Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện báo cáo tình hình khám chữa bệnh hàng ngày về sở trong dịp này, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thăm hỏi đón Tết cho người bệnh còn điều trị tại bệnh viện trong ngày Tết,
đặc biệt là người bệnh nghèo và người bệnh thuộc đối tượng chính sách. Với sự chuẩn bị chu đáo, ngành y tế tỉnh đã sẵn sàng các phương án để chăm sóc sức khỏe nhân dân tốt nhất trong dịp Tết Nguyên đán. Thưa quý vị và các bạn, từ lâu thì món giò đã trở thành một món ăn không thể thiếu của người Việt trong các dịp lễ Tết quan trọng, đặc biệt là trên mâm cơm ngày Tết Nguyên đán. Ở Hưng Yên, nếu như nhắc đến giò lụa thì không thể không nhắc tới giò lụa Chai Trang, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ. Với những kỹ thuật riêng, những người dân ở đây đã tạo nên những món giò với hương vị rất là đặc trưng riêng. Vậy điều gì tạo nên sự đặc trưng đó? Ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về quy trình làm giò của những người dân nơi đây. Gia đình anh Đỗ Văn Chuyên và chị Đỗ Thị Hà ở thôn Chai Trang, thị trấn Yên Mỹ, những ngày giáp Tết luôn hối hả, tất bật với việc làm giò. Nổi tiếng với món giò lụa sạch được chế biến từ thịt lợn thảo dược hàng chục năm nay. Những ngày này, gia đình anh cung cấp ra thị trường 2 tạ giò lụa và giò hoa bán đi các địa phương. Thịt làm giò được chế biến từ lợn nuôi thảo dược nên có mùi thơm, độ đậm và ngon hơn. Dù giò lụa ở nhiều nơi làm, nhưng ở thôn Chai Trang vẫn được nhắc đến là nơi sản xuất giò ngon, có hương vị đặc trưng riêng. Nếu mà để mà làm được cái giò như ở Chai Trang chúng tôi, thì thường thường chúng tôi hay làm là phải là quan trọng nhất là cái thịt là phải dẻo này, và chọn được thịt mông và thịt thăn, thì mới ra được cái giò lụa nó ngon được. Và trong cái đã chọn mông mới thăn rồi thì phải lọc sạch gân. Để mà được cái giò ngon thì nó phải là mướt mà dẻo như thế này thì mới là giò mới giòn ngon được. Ngày nay giò đã được xay bằng máy thay vì giã tay như xưa. Tuy nhiên nếu không có kinh nghiệm, giò xay nhuyễn hoặc rối sẽ không có được độ mịn. Cùng với nước mắm vừa đủ kết hợp với lá chuối gói bên ngoài, giò khi chín càng dậy mùi thơm hấp dẫn. Để đảm bảo giò giữ được vị đậm đà, ngày nay nhiều hộ sản xuất chọn cách hấp làm chín giò chứ không luộc. Thời gian hấp khoảng 50 phút nhưng giò ráo và ngon hơn. Miếng giò khi cắt ra có vị thơm ngon, mềm và ngọt, có dư vị đậm đà nơi đầu lưỡi. Cùng với các món ăn đặc trưng của ngày Tết như bánh chưng, dưa hành, giò lụa Chai Trang đã góp phần làm cho ngày Tết thêm đậm đà, đủ đầy. Các cái lỗ hút chạch như thế này, kiểu như là các cái bọt ấy, đấy, nó phải như thế này thì nó mới là ngon. Là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là trên cái bề mặt giò này nó phải không có gân, không có sợi. Đấy là quá trình là mình lọc thịt kỹ hơn, đấy, là không có gân. Cái thứ hai nữa là khi xay là phải xay nhuyễn thì nó mới được đẹp giòn như thế này. Nếu cho hoàn thiện thì nó còn bị chát thôi. Còn quan trọng nhất là cái khâu mổ lợn để làm sao cho nó kỹ thuật cho thịt nó dẻo nhất có thể là mình làm được giò. Thì nhân dân địa phương cũng đã nêu cao cái vai trò ngày truyền thống và giữ gìn và phát huy, các hộ kinh doanh cũng làm tốt cái vai trò đó, và chúng tôi tăng cường công tác quản lý và đảm bảo thực phẩm sạch để đảm bảo tốt cái sức khỏe cho cộng đồng.